Con ơi, hoàng tử của mẹ ơi, mày dậy chưa? Mấy giờ rồi còn ngủ chưa, thay dãy cốt như thế à? Xuống đây tao bảo đấy, khẩn trước lên. Duyên phận ý ta phải chiều ý này, ai ơi ý đôi thời, đôi lứa ý tài thời này duyên đi. Nếu mà có cái sự được tàng hình trong một ngày hoặc một giờ thì em sẽ chui vào ngân hàng để em xem ngân hàng có bao nhiêu tiền. Ngân hàng có bao nhiêu tiền? Tại vì là xem thôi, mình tò mò. Tò mò vì em rất đam mê tiền. Cuộc hẹn với Nghĩa Bùi trong chương trình Ai đến hôm nay có điều gì thú vị? Hãy đón xem vào 17 giờ thứ 6 tuần này nhé.